Đây là Trần Thuận Thuyên ở thôn Phụng Tường 2, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, là người chồng đã tưới xăng lên người vợ của mình rồi đốt. Sáng 28 tháng 11 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Thuyên 16 năm tù giam về hai tội, giết người và hủy hoại tài sản. Theo hội đồng xét xử, Thuyên và chị Lê Thị Kim Ngân kết hôn, sống tại thôn Độc Lập C, xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên. Do mâu thuẫn nên Thuyên đánh chị Ngân và đập phá tài sản trong nhà. Sau đó, chị Ngân không gọi Thuyên ăn cơm và đòi ly dị. Thuyên bực mình, nghĩ do bị bệnh lao phổi giai đoạn kháng thuốc nên chị Ngân không còn yêu nữa. Chiều 28 tháng 3 năm 2019, Thuyên mua chai xăng về giấu vào bàn trang điểm gần giường ngủ. Khi chị Ngân đi chơi về, ngồi theo tranh thì bị Thuyên hỏi nhưng chị Ngân không trả lời. Khoảng 23 giờ khuya cùng ngày, Thuyên giật lấy chỉ thêu của chị Ngân rồi đứng chờ tại cửa phòng ngủ. Khi chị Ngân vào, Thuyên ôm và đè chị Ngân xuống giường, lấy xăng tưới vào người chị Ngân rồi nói, giờ vợ chồng chết chung rồi bật lửa đốt. Thuyên cũng bị cháy thì buông chị Ngân ra nên chị Ngân chạy thoát được, dập tắt lửa và được đưa đi cấp cứu. Chị Ngân thoát chết nhưng bị bỏng gây thương tích 88%. Còn tài sản trong nhà bị cháy thiệt hại hơn 139 triệu đồng.